Em chào cô Liễu. Hả? Cô Liễu nào ở đây? Dạ, sorry em nhầm. Dạ, em chào chị Hoa. Hèn chị thấy cao quá. Em nhìn sao mà chị ra cô Liễu hay vậy? Hả? Ôi trời. Trời ơi, trùng hợp chưa kìa. Hai cái áo giống nhau. Cô nghĩ sao mà cô mặc cái áo này vậy? Bởi vì tôi thấy cái áo này rất hợp với dáng của tôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Hèn chi từ sáng tới giờ bước chân vô trường là ai cũng tròn mắt nhìn em hết á. Có gì đâu, chỉ cần cô về nhà thay đồ là xong chuyện chứ gì. Tại sao người về thay đồ không phải là cô vậy? Em thấy ha, những cái kiểu áo này chỉ phù hợp với phụ nữ trẻ trung, cao ráo, xinh đẹp giống như em thôi. Còn cô thì Thì sao hả? Hả? Thì em nghĩ là cô nên về thay đồ chứ sao? Không dám đâu. Tôi mới thấy cô mới là người không hợp với kiểu dáng này đó. Em cao ráo như cái cây tre miễu chứ cô làm sao mà hợp chứ? Cái gì? Cô nói em là cây tre miễu hả? Phải đó. Phải rồi. Cũng có người ước được giống như cây tre miễu, cao ráo giống như em mà không được á. Nhưng mà người ta thì Ồ, hai người mặc áo giống nhau quá à. Hèn chi tôi đi từ xa tôi nhìn tôi tưởng đâu là hai chị em sinh đôi chứ. Chị em cái gì? Cái tình huống thì có. Ủa, cô Liễu, vô đây, vô đây, vô đây. Madam, ở đây nè cô. Ủa, tất cả các thầy cô phòng mình ngồi đây hết à? Đúng rồi, cô ngồi đó đi. Sợ tự nhiên bị ép ngồi đây chứ. Đúng rồi đó, mình cứ tưởng là mình đọc, ai về cũng có người đọc hơn. Ủa, cô Liễu, sao hai người có vẻ ăn ý vậy? Mặc đồ cũng đẹp giống nhau nữa. Tôi cũng mặc giống nhau chứ ai mà muốn. Vậy thì tốt có sao đâu. Nè, lát nữa trường mình có tổ chức chương trình văn nghệ đó. Hai cô có gì lên thi đi, bảo đảm sẽ đoạt giải cao đó. Tại vì đâu có ai mặc đồ mà giống như hai cô đâu. Trời ơi thầy ơi, ý kiến hay của thầy. Thôi mời. Vâng, chắc hẳn quý vị đã thưởng thức bữa ăn rồi đúng không ạ? Và phần tiếp theo của chương trình hứa hẹn sẽ rất là thú vị. Đó là phần thi năng khiếu. Vâng, và đây là phần thưởng của chương trình. Đó là một bộ tượng cực kỳ dễ thương, đúng không ạ thưa quý vị? Bộ tượng dễ thương quá. Và để cho buổi tiệc hôm nay thêm phần sôi động, xin mời quý vị hãy nhiệt tình tham gia. Cô có muốn lên đá thử không? Lên đâu? Lên sân khấu chứ đâu. Ngó bộ cô á là em biết cô thích bộ tượng rồi. Vậy còn cô? Em cũng thích. Hiếm khi nào mà em thấy cô với em mặc áo giống nhau lắm. Vậy thì mình thử một lần coi làm sao. Cô thấy làm sao? Thích thì chịu. Thích thì chơi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, để hương thầm vương vấn mãi người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, để hương thầm mang mát mãi người đi. I can show you the world shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world. Cuối cùng là tiết mục trình diễn của hai chị em.
Hạt Mưa Sinh Đôi. Xin mời cô Hoa và cô Liễu cùng tiến lên sân khấu. Và sau đây chúng tôi sẽ công bố giải đặc biệt người chiến thắng của cuộc thi thuộc về cặp đôi Hạt Mưa Sinh Đôi. Chào em. Dạ, xin lỗi anh nha, tại em thích ăn chả giò lắm. Em đi chung với ai tới đây vậy? Dạ, bạn em dẫn em tới. Anh ơi, miễn phí á, anh tranh thủ anh ăn đi nha. Ăn ít uổng lắm. Công nhận em dễ thương thiệt. Trời ơi, ông còn ngồi yên đây nữa hả? Bác sĩ Tính, trưởng khoa chấn thương tỉnh Thịnh đang tán tỉnh con Mỹ kìa, qua mà nói đi. Nè, sao ông mau đi đi, ngồi đó ăn được nữa trời. Trời, ông không biết biệt danh quán hả? 10 phút đó, 10 phút thôi là cụ đổ của Mỹ á, qua lại đi. Chị nhanh lên. Quan tâm chuyện đó làm gì? Lo mà quan tâm mấy người đi cần, hai người đi kìa. Ngoại tôi ngồi đây rõ gì nữa. Chị của tôi á, có thể lo cho bà ngoại của ông đó. Gì vậy? Vâng, thưa quý vị, tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những vị bác sĩ cùng các nhà hảo tâm đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện giúp đỡ bệnh nhi ung thư ngày hôm nay. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức định kỳ hàng năm và năm này là năm thứ 8. Trước khi diễn ra buổi lễ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là trò chơi cặp đôi bền chặt. Em biết không? Lúc đó nó một cái bùm. Thôi, thấy ghê luôn á. Dạ hả? Chắc anh hết hồn luôn á phải không? Đúng rồi. Phần thưởng là một chiếc điện thoại và một chiếc laptop đời mới nhất. Ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào. Thôi, phần thưởng là laptop thiệt luôn á hả? Em thích laptop hả? Nhanh lên nào, ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào, nhanh lên. Vậy à, em lên chơi chung với anh nha. Dạ. Đi. Khoan đã. Xin lỗi bác sĩ Tính. Đây là bạn của tôi. Xin lỗi. Nè. Gì? Cô quá đáng thiệt á. Muốn laptop sao nói với tôi. Tao có muốn, mới tức thì là mới muốn thôi. Tại vì laptop ở nhà của tôi bị hư rồi. Mặc dù vậy đi nữa, cô quá đáng lắm. Nhờ tôi, cô có bữa ăn miễn phí như vậy. Bây giờ cô muốn tham gia với người khác là sao? Ủa nhưng mà không chơi với bác sĩ Tính, chơi với anh có chắc phần thắng không vậy? Không chắc, nhưng mà thử mới biết. Nhưng mà nếu như mà chơi với anh mà thắng á, là cái laptop đó là anh phải đưa cho tôi đó nha. Vậy chơi anh ơi. Làm gì mà nặng quá vậy? Tôi gì mà nặng gì? Nhà heo à? Rất nặng luôn á. Rốt cuộc con nó gì mà nặng quá vậy? Cố lên. Vậy là chỉ còn hai cặp nữa thôi, cố gắng lên nào. Cố lên, sắp xong rồi. Cố lên. Nhưng tôi chắc chịu hết nổi rồi. Nhìn cái laptop kìa, nghĩ về cái laptop, sắp được cái laptop rồi.
cái điện thoại nữa kìa, cái laptop. Chưa cái tới. Cái laptop, đang lại, đang lại, đang lại, đang lại. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lý thịt mà, không có cái điện thoại đó, kẹp Facebook. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố bộ cô thích lắm hả? Tất nhiên rồi. Vậy là vui rồi. Nè, còn có điện thoại nữa nè. Điện thoại là của anh á. Tôi tính về tôi tặng cho mẹ tôi á, chắc chắn mẹ tôi sẽ bất ngờ lắm nè. Thiệt tình. Nói giỡn á. Có mặt dày cách mấy á, cũng không thể nào cướp công của anh như vậy được. Công lao của anh nó rất rất là lớn luôn á. Cảm ơn nha. Nói vậy còn nghe được. Mà nè, cô tính không ăn hả? Ôm này hoài vậy? No rồi. Mấy mốt kêu sớm đi, kêu gấp gấp em không có chuẩn bị kịp gì hết à. Anh biết rồi, anh xin lỗi được chưa? Ừ. Mà bộ ngày hôm nay á, em gặp nhiều người lắm hả? Ừ. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Em rửa mặt chưa? Rửa mặt rồi, mấy cái chuyện này em kỹ lắm á. Gấp cỡ nào em cũng làm xong xuôi hết em mới dám đi ra đường. Nhưng mà em rửa mặt thiệt chưa? Em rửa rồi. Cục gàng chà bá trên mặt kìa. Đó. Đây, hả? Đi đây nè. Đây. Nhìn cho kỹ nha. Đấy. Rồi, đi lẹ. Sợ vậy, sợ. Nè, giờ này béo phì lắm rồi đó. Ăn tinh bột nhiều lắm rồi nha. Ăn tôm đi. Ê, đấy. Ủa, tới sớm vậy? À. Chào anh. Nè, em ăn gì? Để anh lấy cho. Ăn hết. Dạo này hay đi chung với em lắm hả My? Dạ. Sĩ. Bộ công khai rồi hả? Ê, tôi ghen tị quá. Nè. Nghĩ ăn. Đàn ông không có được ghen ăn tức ở kiểu đó, hiểu không? Không có tôi rồi, đừng có buồn. Có tôi chăm sóc rồi nha. Dạ, con nghe nè ngoại. Con ra ngoài với bạn gái con chút xíu rồi. Dạ, dạ không có nhậu đâu. Ngoại yên tâm, dạ dạ, dạ đi chơi thôi. Duy. Ủa. Ê, lâu rồi anh em mình mới tụ họp đông đủ vậy á. Tí đi cà phê ha. Tạp chí Hoa tuần này có một bài viết rất là hay, mọi người đọc chưa? Có phải bài viết về ung thư thực quản đúng không? Ừ. Bài viết đó hay lắm hả? Phân tích về nguyên nhân gây ra ung thư thực quản, đáng đọc lắm đó. Tôi có đọc một bài viết của giáo sư Mark. Bài viết có viết về cách trị bệnh truyền thống rất là hay á, mọi người nên đọc. Kính thưa quý vị, cho MC hỏi một câu là quý vị đã ăn uống no say rồi có đúng không ạ? Như vậy xin mời tất cả chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo của buổi tiệc ngày hôm nay với chương trình So Tài Biểu Diễn. Chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình So Tài Biểu Diễn cùng với những phần quà vô cùng hấp dẫn và rất giá trị. Nhà anh, hay là mình tham gia đi. Anh ơi, có phần thưởng hấp dẫn nữa kìa. Thôi mà, giờ mình ra ngoài chuẩn bị. Nhiệt tình ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi có được không ạ? Anh, mình đi luôn nha. Anh làm không được đâu. Phần thưởng hấp dẫn không sao em chị cho. Đi 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 đi. Nó. Còn mình thì sao? Không lẽ ngồi đây? Chỉ cần làm đơn giản vậy thôi à, dễ lắm nha, đi thay đồ á. Lan, khoan khoan. Hả? Mình tham gia thiệt hả em? Tham gia thiệt mà, anh biết tính em rồi đó, mấy cái vụ này là em máu lửa dữ lắm. Nhưng mà anh làm không được đâu. Anh làm được, không sao hết, dễ lắm nha, đi thay đồ, làm được, làm được, làm được. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm những gì sư phụ nói. Yeah! À, nhưng mà nè. Gì nữa? Anh làm có được không? Được, anh làm được, tự tin lên nha. Được. Nhưng mà nè, nè, nè nha, phải cố gắng lên nha. Cái cặp đó là không có đơn giản rồi đó. Ngày xưa chị Hân Ngọc xin cá biệt đó nha. Hả? Không có gì, đi thay đồ. Nè, 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 nè.
vào phần quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, phần công bố kết quả. Không biết là trong chúng ta quý vị đã đoán được là cặp đôi nào sẽ được giải thưởng cao nhất của ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, đây là một vấn đề vô cùng hóc búa. Và sau khi cầm cân nảy mực thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định trao phần thưởng cao nhất về cho cặp đôi. Dạ, chưa dạ. À, cặp đôi. Cũng từ từ. Anh Tiến sĩ và chị Diễm My. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.